chào mọi người nha. Mình vừa được tặng một ít thịt trâu với thịt lợn gác bếp ở trên Điện Biên. Thì mình được tặng là nhiều, nhưng mà ăn bớt rồi, bây giờ còn có bao nhiêu thì mình sẽ quay phim review cho anh em nhé. Ăn trước để còn biết là cái nào ngon, cái nào không ngon, review nhá. Đây là cái miếng thịt lợn này. Đó. Thịt lợn gác bếp. Thịt lợn gác bếp thì nó màu nó đỏ đỏ hơn là thịt trâu. Cái miếng bên này là thịt trâu đen xì. Hôm đầu về ăn thì cái thịt trâu này nó đắng đắng. Sau khi là lấy búa đập, nó rụng hết những cái bên ngoài này. Chắc bên ngoài này là những cái mà tẩm ướp với cả khi mà hun khói thì gác bếp lâu quá ấy, thì chắc nó bám cái khói vào ăn là đắng. Nhưng mà đập nó rụng bớt đi, bây giờ chỉ còn cái thịt thôi, ăn ngon lắm. Thịt trâu này thì nó dai hơn. Nó dai hơn. Xé một phát là cái miếng nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó dai. Nó sẽ thành một cái miếng nhỏ xuống tận dưới này luôn. Bây giờ thì tủ lạnh nó giòn quá. Xé này. Sau khi dùng búa đập chán thì bây giờ nó dễ xé hơn. Đầu nó cứng. Đó, đó, đó. Như kiểu là miếng sắn dây luôn. À. Rồi. Ở bên trong thịt trâu thì rất là đỏ. Ăn. Mời các bác nha. Thịt trâu này rất là ngọt. Không hiểu vì sao là thịt trâu này để càng trong tủ lạnh mấy hôm ăn lại càng ngon. Ngon hơn cả lúc mới mang về. À. Xé ra chấm với tương ớt. Đó. Bây giờ xé được ra những cái miếng này. Đó. Như là xé miếng mực. Bây giờ mình ăn thêm cả miếng thịt lợn này nhá. Miếng thịt lợn này thì nó không dai được bằng thịt trâu. Mình xé ra. Đấy. Xé ra nó cũng theo thớ ấy, nhưng mà nó hay bị gãy ở giữa hơn. Không biết là cái nhà sản xuất này nó có tẩm ướp thịt trâu với thịt lợn nó giống nhau hay không, nhưng mà cảm nhận là thịt lợn này ngọt lắm. Ngọt hơn cả thịt trâu. Hôm đầu tiên là mình được tặng cộng thêm một cái lời thông báo là chị cũng thích ăn thịt lợn hơn thịt trâu. À. Đây thịt lợn này rất là ngon nhỉ. Lợn sấy ngon hơn cả lợn ngon hơn trâu. Ngọt đúng không? Ăn nó so sánh thôi. À, mà xé ra cũng nhìn phê. Ăn nhiều thêm không phân biệt được lắm. Đây thịt trâu nhá. Đây. Vì gần nữa. Miếng thịt trâu thì nó đỏ hơn. Đỏ này. Cái miếng thịt lợn thì nó đỏ vừa rồi. Miếng thịt trâu thì xé nó dai hơn. À, cái thớ nó dài. Thịt trâu này hình như là làm khô quá đúng không?
vào thì thịt trâu dai hơn. Thịt trâu đương nhiên là đắt hơn rồi, mua đắt hơn. Ăn với thịt lợn này ngon lắm. Thịt này để được rất là lâu. Mình mua về ăn mà không hết cứ để trong tủ lạnh. Ở bên trong thịt này nó vẫn khô nguyên, không có, nhưng mà có cái lớp khói ở ngoài để nó bảo vệ. Ngửi mùi khói không? Khói chỗ bên này đỏ hơn nữa, lớn hơn này. Một cái nó cái ngon riêng, thịt trâu thì độ dai nó dai hơn, thịt lợn này lại dễ xe. Đây thịt trâu này, miếng thịt trâu nhá mà chấm mà cắn ngang này nó dai hơn, khó cắn ra đứt ra đấy này răng. Miếng thịt gác bếp càng nhai lâu càng ngọt. Nó như là ăn mực. Trên Điện Biên mình làm bán cho khách du lịch nhiều. Cái này tập dụng hết những cái ướp ở bên ngoài, còn những cái nào siêu dính mà còn lại ăn thử cái phần bên ngoài ấy. Nó khác gì phần bên trong không? Phần bên ngoài này dài lắm, thơm hơn. Mình vẫn có thể nhìn thấy những cái ớt này. Cay, không biết là cay của cái ướp ở đây hay là mình chấm nhiều thứ nữa. Cái vỏ này dai thật mà ngọt thơm lắm. Xé nhiều dọc thì dọc thứ này rất dễ. Đấy. Nặng gì mà. Cay quá. Ai đang tốt là nhai thì chịu vẫn đã.
người có đi mua cái này về ăn thì chọn những cái miếng nào mà cái độ khô của nó vừa phải. Thế nhưng mà chọn cái khô quá thì ăn đau răng lắm. Nhiều người lại thấy cái nó khô vừa vừa tưởng là mặt cân được ít, nó khô vừa phải, nó vẫn còn độ ngọt của thịt xương. Mà gác bếp lên rồi thì kéo mà thịt lợn là thịt trâu sẽ biết là gì. Nếu mà người ăn nhiều lần thì sẽ phân biệt, chứ còn nếu mà chỉ ăn một cái ở trong một thời điểm hơi khó. Nhiều con lợn già ấy, là nó cũng dai, không kém miếng này mà bao nhiêu năm. Loại lợn mà tả mới trở lên. Mà được cái lợn ấy gác bếp thì phê. Ra cái thịt lợn gác bếp này ngon, đã mà giá đấy bằng mấy còn chưa bằng nửa chứ, đúng không? Xem một tầm một nửa ăn ngon lắm. Người ăn nhiều người già không ăn nổi cái này đâu, dai lắm. Nhưng mà thịt lợn gác bếp này chắc là vẫn ăn cố được, tại vì nó mềm, cơ thịt nó dễ xé được, to nhai nó không nhai được. Ngon đấy. Sướng nhá. Này mọi người cầm ra bờ suối và như này. Mang theo bia nữa hoặc là mang đi dã ngoại. Rất là hợp lý. Nhẹ nhàng mang đi ăn sướng mà không phải chế biến gì nữa cả. Sướng này. Xe nó có giúp ra đâu, xe em cứ là nó cứ thành từng miếng như này. Đấy, thịt đỏ ao. Chính ăn ngon hơn mực nhỉ? Mực gì? Con mực ấy. Con mực nữa. Ờ. Tại vì nhá, con mực nướng cái thân nó rất ngon, nhưng mà cái dâu riết là nó thường thường nó hay bị cháy. Đằng này à, không phải chế biến gì, cầm ra đây ăn mực nướng thì vẫn thích hơn, nhưng mà đến lúc ăn xong thì mồm tanh tanh mồm tanh ăn này ăn ăn xong rồi nó
thành mục. Ăn một lượt xong rồi đi ngủ thì dậy cũng được. Mồm tanh. Trời đánh răng rồi mới tanh. Rồi. Hơi bị dài đấy. Còn cái này cũng đã như kiểu ăn nem chua khùng nhỉ. Có một cái video của mình về nem chua khùng, mời các bạn vào đón xem. Một trong số những cái đồ mà ăn vặt rất là đã. Ngon, xin chào các bạn nhé.